chào quý vị và các bạn. Thì trước mặt quý vị các bạn là chiếc máy bơm thuyền Zataka CS430, chiếc máy thả lổ trên ao. Đấy ạ, chế độ phun nó này cực kỳ xa luôn. À, chúng ta sẽ kéo dây dài 20-30 mét. Đây là chiếc máy bơm thế hệ mới nhất 2021, động cơ 2 thì xăng pha nhớt. Chúng ta phun xa tối đa lên 18 mét. Thì đối với chiếc vòi này nó có thể phun xa 12 mét thôi. Chiếc máy này nó có 2 vòi. Và đây em đã test một cái vòi vừa phun xa vừa phun mưa. Phun mưa đây. Đây ạ, đây chế độ phun mưa để chúng ta tưới rau cỏ. Hoa màu nó không hề bị lát đâu. Có bác ở Nam Định mua về là gọi là tưới đồng ruộng, phun vào lúa. Còn đâu là các bác ở miền trong có thể tưới cây ăn quả cũng như tưới cây dừa cực kỳ tốt. Chiếc máy này nó chế độ ăn xăng cũng rất chỉ là vừa phải, nó khoảng hơn nửa lít xăng một giờ. Nên đối với chiếc bình 1 lít này thì nó có thể sử dụng trong vòng khoảng gần 2 tiếng đồng hồ. Đấy, chế độ phun xa. Chúng ta có thể cầm vòi cực kỳ xa mà vẫn sử dụng được. Vò quá là căng luôn. À, quý vị hãy cần hàng, hãy mua hàng của bên em. Cần test máy thì bên em sẽ test máy cho quý vị luôn. Chiếc máy cực kỳ ổn định. Đối với chiếc máy này thì bên em sẽ bảo hành 6 tháng và một đổi một trong vòng 30 ngày nếu mà có lỗi của nhà sản xuất. Chiếc máy cực kỳ dễ dàng sử dụng, rất phù hợp với nơi là chúng ta không có điện lưới để chúng ta tưới ruộng ở những cánh đồng lớn. Chỉ cần có một cái kênh cái mương là cái thuyền sẽ thả nổi được luôn. Đấy ạ. Nước lông cũng nước sâu. Đẹp luôn. Chiếc máy như cực kỳ nhỏ gọn, nặng 10 kg thôi. Thì mọi thông tin chi tiết về cái chiếc máy bơm thuyền này thì quý vị hãy gọi cho em theo số điện thoại đã ghi dưới màn hình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.